ảnh hậu trường vui nhộn của Táo Quân 2022 được tiết lộ khiến khán giả vô cùng thích thú. Năm nay, vì tình hình dịch bệnh nên Táo Quân 2022 không tổ chức bán vé như mọi năm. Điều này khiến khán giả càng nôn nóng chờ đợi, háo hức dõi theo từng tin tức về chương trình. Mới đây, loạt hình ảnh hậu trường về Táo Quân 2022 được hé lộ, khiến netizen vô cùng thích thú. Vắng mặt Công Lý, Xuân Bắc, sân khấu chương trình vẫn có sự góp mặt của dàn diễn viên quen mặt như Vân Dung, Tự Long, Quốc Khánh, Trung Duổi, Đỗ Duy Nam. Vì chương trình phát sóng trực tiếp đêm giao thừa nên nội dung Táo Quân năm nay vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, chắc hẳn chương trình vẫn xoay quanh những vấn đề nổi cộm, đáng chú ý của đời sống, xã hội Việt năm 2021. Theo tiết lộ từ ekip, như mọi năm, buổi chầu trời vẫn vạch trần cái xấu, trừng trị thẳng tay những kẻ gây hại cho dân. Nhưng Ngọc Hoàng cũng khẳng định những nỗ lực đáng khen ngợi của các táo trong suốt năm qua ở mọi ngành nghề, lĩnh vực đã vượt qua khó khăn, thách thức để từng bước kiểm soát dịch bệnh, phục hồi nền kinh tế, đảm bảo ổn định xã hội. Đồng thời, Ngọc Hoàng hy vọng các táo tiếp tục đoàn kết, trên dưới đồng lòng để tạo ra sức mạnh to lớn. Ngọc Hoàng cũng yêu cầu các táo có được tinh thần, việc gì tốt cho dân, có lợi cho dân thì bắt tay vào làm luôn, không chần chừ và phải xử lý dứt điểm, triệt để những vấn đề còn tồn tại. Nhìn loạt hình ảnh hậu trường năm nay, có thể thấy Táo Quân 2022 đang có sự chuyển giao giữa các nghệ sĩ mới và cũ. Trong tương lai, chắc hẳn sẽ có thêm nhiều diễn viên trẻ góp mặt tại các mùa Táo Quân. Hy vọng với format và dàn diễn viên trẻ, Táo Quân vẫn giữ nguyên được cái chất năm xưa, là món ăn tinh thần độc đáo luôn được khán giả yêu thích và đón đợi.